Thưa quý vị, không thể phủ nhận những lợi ích mà mạng xã hội đem lại cho con người. Trong đó, Facebook là mạng xã hội hiện đang được nhiều người tin dùng bởi nó như một thế giới thu nhỏ. Chỉ cần một chiếc điện thoại có kết nối mạng, thông qua ứng dụng này, mọi người dù ở bất cứ nơi đâu cũng có thể kết nối được với nhau. Nhưng một cái lưỡi khác của con dao mạng xã hội này là gì? Có lẽ chúng ta không còn lạ gì với những tác hại mà Facebook hay là các mạng xã hội khác đã gây ra. Sống ảo, thông tin sai sự thật khiến dư luận hoang mang, ám ảnh lối sống, hành xử tiêu cực khiến cho đạo đức con người xuống cấp, vân vân và vân vân. Song còn một tác hại nghiêm trọng khác mà không phải ai cũng biết. Nghiện Facebook thì chúng ta rất dễ bị tâm thần. Phóng sự của biên tập viên Ngọc Thưa ngay sau đây sẽ chứng minh cho điều này. Với khoảng 64 triệu người dùng Facebook, chiếm 75% dân số, Việt Nam xếp nhóm thứ 7 trên thế giới. Mạng xã hội lớn này còn cho biết, người Việt trung bình dành 2 tiếng rưỡi mỗi ngày trên Facebook. Dành quá nhiều thời gian vào mạng xã hội ảo đã khiến một bộ phận giới trẻ có nhiều hành vi lạ đời, kiểu thách thức câu like, rút trường, tự tử. Những suy nghĩ và hành động lệch chuẩn này khiến xã hội thực sự bất an trong thời gian qua. Chưa dừng lại ở đó, mới đây, Bệnh viện Bạch Mai, thành phố Hà Nội vừa đưa ra những dẫn chứng người thật, việc thật khiến nhiều người sửng sốt. Facebook có thể khiến con người bị tâm thần. Tại hội thảo Facebook lợi hại và cách nhận biết, ngày 21 tháng 7, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Doãn Phương, Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, cách đây 3 tháng, viện này có điều trị bé trai 14 tuổi tại Hà Nội nhập viện với các biểu hiện co giật phân ly. Theo gia đình, cháu bé này có tiền sử sử dụng mạng Facebook đến 10 tiếng một ngày. Khi bị gia đình tịch thu điện thoại, cấm sử dụng Facebook, thì cháu bỗng xuất hiện các cơn co giật. Sau khi được các bác sĩ theo dõi thì cho biết, bé trai này có dấu hiệu của chứng tâm thần phân liệt. Với sự nguy hại này cho thấy, Facebook không còn đơn thuần là một mạng xã hội dùng để giải trí, mà đã trở thành một mối nguy hại lớn đến sức khỏe con người nếu chúng ta lạm dụng chúng. Theo thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Thu Hà, trưởng phòng điều trị nghiện chất, Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia cho biết, nghiện Facebook dễ khiến người dùng chỉ sống trong thế giới ảo, công việc, học tập đều giảm sút, gây rối loạn giấc ngủ, có thể làm phát sinh những rối loạn tâm thần tiềm tàng khi người dùng ngủ kém, sức khỏe kém. Khảo sát của Dick the Label Anh tiến hành từ tháng 11 năm 2016 đến ngày 28 tháng 2 năm 2017 cho thấy khoảng 60% trong số 10.000 thanh thiếu niên ở độ tuổi từ 12 đến 20 khẳng định sẽ không thể ngừng không sử dụng mạng xã hội trong 24 giờ. Trong thực tế, chứng nghiện Facebook thể hiện trong kết quả scan não bộ cho thấy có ảnh hưởng tới chất xám tương tự như cocaine. Điều này là hết sức tai hại nên nhiều công ty tư vấn tâm lý đã thiết kế lịch trình cai nghiện Facebook. Những số liệu trên mang tính chất cảnh báo những ai đang có dấu hiệu khó chịu, bồn chồn khi một ngày không sử dụng Facebook thì hãy ngừng ngay để không gây ra những hậu quả đáng tiếc. Hiện nay, chưa có nghiên cứu nào đưa ra con số một ngày nên sử dụng mạng xã hội bao nhiêu giờ. Với những hậu quả khôn lường mà mạng xã hội này mang lại, thì mọi người cần có sự điều chỉnh thói quen để không lạm dụng vào cuộc sống ảo.